Badlanders, game bắn súng sinh tồn thế hệ mới. Trận đấu giữa Viettel FC và Hà Nội FC lẽ ra đã diễn ra ở vòng 2 V-League 2022, nhưng bị hoãn lại do Hà Nội FC không đủ thủ môn thi đấu do mắc Covid-19. Rất nhiều người đặt câu hỏi, vậy thì những khán giả đã mua vé ở lượt đấu thứ hai sẽ xử lý ra sao? Về thông tin này, đại diện ban tổ chức sân cho biết, những khán giả đã mua vé cũ không phải lo lắng. Đến ngày diễn ra trận đấu, ban tổ chức sẽ sắp xếp quầy bán và đổi vé tại các cửa bán vé. Khán giả mang vé cũ sẽ đổi trực tiếp tại những địa điểm này và vào sân theo dõi như bình thường. Trận derby thủ đô mùa này hứa hẹn sẽ rất gay cấn khi Viettel FC đang có phong độ cao, trong khi Hà Nội FC đang muốn chứng tỏ đẳng cấp của mình sau những khó khăn đầu mùa, nhất là họ sắp chia tay Quang Hải. Cuộc đối đầu này cũng sẽ rất thú vị khi huấn luyện viên trưởng hiện tại của Hà Nội FC là Chun Jae-ho, từng là trợ lý huấn luyện viên tại Viettel FC, cùng đội bóng lên ngôi vô địch V-League mùa giải 2020. Badlanders, game bắn súng sinh tồn thế hệ mới.